Hello, xin chào các bác yêu mến hoa lan trên khắp mọi miền đất nước. Và đây là cái video mà em Nam lại tiếp tục quay trở lại với các bác yêu thích trồng lan kiếm rừng. Vâng, kiếm rừng thì như các bác thấy đây ạ. Một cây em Nam sưu tầm được ở rừng Đắc Tô Kon Tum các bác nhá, trong một cái lần đi quay đất rẫy. Cái này thì tách xong bắt đầu là mình mang về nhà rồi mình trồng cái một tuần sau quá, trồng thì hôm nay đã ra rễ rồi và nó mở lá. Lá thì nó không có bóng mỡ các bạn nhưng mà nhìn rất là đẹp, các bạn thấy không? Nhìn rất là ấn tượng ha. Lá nhìn các bạn cũng nhìn thấy sức sống rồi. Ok. Thì hôm nay thì em quay cho các bác xem một cái không phải là kiếm rừng mà là một cây phan chí gieo hạt các bác nhá. Vâng, em đã mua được 4 tháng này các bác ạ, và sau 4 tháng thì nó như thế nào thì hôm nay em Nam quay cho và chia sẻ với các bác ha. Cái này thì mua 250k và rất là bé các bác, nó bé lắm. Em Nam mua về thì sang từ cái chậu bé rồi sang những cái chậu lớn trồng các bác, thì giá thông thì cũng giá thể thì cũng trồng vỏ thông này rồi phân dê trộn vào. Thì Nam thì cũng không có dành về cái khoản phân thuốc và cái gọi là phân tan chậm đây, các bác thấy chưa có đúng không ạ? Thì sau 4 tháng, nói chung là hôm nay thì em phan chí gieo hạt cũng nhìn thì cũng thấy cũng có khí thế đúng không bác? Đó. Nó mới vừa mà vàng một cái lá gốc thôi các bạn. Đây này, các bác thấy giờ sau 4 tháng này. Và em Nam sẽ đo cho các bác xem, đây. Nó cao từ gốc lên một khoảng hơn 20 phân các bác nhá. Nó cao từ cái gốc mà lên cái lá đá mới, cái lá thứ hai, có nghĩa là lá nõn đấy, các bác thấy chưa? Đó, nhìn bắt đầu là đến 2 tháng thì hiện tại thì bắt đầu là cái lá nó đã cứng không rồi. Em có làm một cái vòng ngang đây để buộc cái lá, và hiện tại cái lá nó thẳng nó đứng lên thì để nắn cho cái cây nó cứng, thì nhìn cái lá nó bắt đầu là nó nở. Các bác nhìn có thể là cứng cứng, nhìn là không có bị đổ, nhìn rất là đẹp. Thì mình mua thì mình cũng tin tưởng ở nhà vườn thôi các bác, thì họ nói là gieo hạt, chí gieo hạt thì mình cũng tin tưởng thôi. Và trong quá trình mà chăm sóc em phan chí này thì nếu có cái gì hay hay mà sau này nó ra hoa được thì Nam tiếp tục chia sẻ với các bác. Nhưng mà thấy nó cũng rất là hay các bác, nó rất là khỏe ở cái chỗ là nó đã đẻ rồi các bác này. Đây, các bác thấy cái mầm chưa? Đó, các bác thấy cái mầm nhá, cái măng á. Đó, đây, thế là em quay ở một cái góc khác cho các bác xem nhá. Em quay ở một cái góc khác cho các bác xem nó như nào ha. Cái đế thì nó bắt đầu to ra này các bác này, sau 4 tháng này. Đấy, thì các bác có thể thấy được là khi trồng thì mình cố gắng là không có trồng sâu quá cái gốc xuống dưới, và các bác thấy rễ nhá. Đó, và em nó đã đẻ một cái cây măng. Đó, các bác thấy chưa? Nếu như mà như vậy là mình đã có lời rồi đúng không bác? Còn thì nó hơi bé thôi, nhưng mà em sẽ gọi điện một nhà vườn ở ngoài Bắc Thanh Hóa đấy. Cái nơi mà cung cấp thì em thấy nó trồng họ họ trồng rất là to cây, rất là mập. Thì có thể là phải thêm cái thành phần phân thuốc một chút. Nói chung là cái dòng này phải phân thuốc một chút các bạn. Và đặc biệt là nó có những cái vết đen đen này thì không biết là cái thuốc gì. Nói chung em Nam thì chưa có dành lắm. Nhưng mà sau 4 tháng thì thấy em nó cũng được. Nói chung cũng hay hay các bạn, cũng đẹp. Thì những cái lá trước thì nó cứ vòng vòng mà nó thế này, thì em làm một cái vòng. Các bác thấy không? Nó có một cái lá đứng rồi đó. Bạn, rồi. Bạn cam đi rồi. Đó, thì các bác thấy là nó đứng ha, rất là đẹp. Lá thì bắt đầu là có cái gọi là mang cái người lớn rồi đó. Cái này là do là em phun cái thuốc mà kiểu là chống chống thối các bạn. Đó, nó nhìn nó hầu phân phấn. Không có dùng cái thuốc hành xanh mà gọi là cái thuốc trắng trắng, cái viên gọi là viên sủi. Thì về phun thì nó cũng đây các bác thấy không? Sau 4 tháng các bác nhá. Nói chung là có lời thì một cái măng. Nhưng cũng cũng thấy cũng chơi cũng đẹp các bạn. Cũng khá là hay. Nói chung luyện kiếm mà thì nó phải cần thời gian, có nghĩa là không phải tính bằng bằng tháng bằng năm, mà không phải là phải nhiều năm ạ. Thì em cũng hy vọng là sau này nó to to lên thì
Đó, chỗ hoa thì sẽ làm những cái video clip để chia sẻ đến các bác ha. Đấy, bắt đầu từ cái gốc đó nó bắt đầu nở các bạn, thì nó có hiện tượng là to to cái gốc cho một chút và cái măng nó đang lên thì nhìn thấy nó cũng hấp dẫn, cũng đẹp đó. Đấy, thì cái phan chí của em Nam mua 4 tháng các bác nhá. Đó thì hôm vừa rồi trồng cho cái chậu to rồi trồng cái chậu to thì hôm vừa rồi có làm một cái thanh này, thì như cái các loại cây kiếm khác thì các bác vẫn thường làm thì cũng học hỏi các bác rồi nhìn lên rồi dùng cái dây rồi buộc lại thấy nó cũng đứng đứng cái lá lên là rất là đẹp các bác nhá. Lá thì cũng được phải 1,5 cm, gần 1,5 cm cũng được. Đó, độ cao là 20 sau 4 tháng có măng, và đặc biệt thì cái lá nó rất là bền các bạn. Cái lá mà hôm nay nó mới được 4 tháng, 4 tháng mà hôm nay nó mới có vàng một cái lá duy nhất thôi. Nói chung là cũng rất là đáng chơi các bác nhá. Đó thì nếu như các bác mà kỹ thì về mình sẽ trồng một cái chậu to to một chút. Nhưng mà em Nam thì cứ quan điểm là cứ trồng rồi sau này khoảng độ một vài năm các bác thì mình có thể bỏ chậu đi, mình thay cái chậu khác các bạn. Thì có một số bác có kinh nghiệm thì cũng chia sẻ rằng là cũng có thể là sau vài năm thì mình có thể là thay giá thể để mình thay cái lớp giá thể mới cho nó, thì cũng là một cái rất là tốt, tạo điều kiện sạch cho nó không quá mục quá bẩn, thì cũng là một cái cách mà để mình chăm những cái lan rừng đấy các bác. À, cái lan kiếm rừng đó, kiếm phan chí thì em nghĩ cũng vậy thôi. Nói chung là đặc biệt là em tự làm thì em tự có những cái chia sẻ thì các bác có thể thấy được, thì các bác sẽ cũng có thể mua ha, mua rồi về làm nó cũng rất là hay đó. Thì đó là cây những cái phan chí mà 4 tháng tuổi các bác nhá. Đó thì đây là kiếm rừng. Vâng, ngoài Bắc thì bây giờ chắc là đang rất là lạnh các bác nhỉ, lạnh lắm. Con tum thì nó cũng lạnh nhưng cũng không đến nỗi là quá lạnh các bác. Thì cái kiếm thì nó vẫn xem mà nhìn các nhà vườn khác là họ phải làm các phòng ấm, nhưng mà ở đây thì cứ bỏ như thế này thôi các bác, cũng bình thường thôi, nó cũng không cần đắm quá và nó cũng đã lên. Và rễ thì đặc biệt là những cái cây lan mà lấy ở rừng về đó các bác, mà khoảng độ ví dụ mình tự lấy về mà khoảng độ cái thời gian mà trồng càng càng sớm đó các bác thì cây nó rất là khỏe. Đây các bác thấy chưa, đó rễ nó trắng trắng và bây giờ là cái măng này thì rất có triển vọng, và cái cây mẹ nó nằm rạp xuống đó các bác thấy chưa, lá rất là to. Một cây kiếm rừng ở con tum giá rất là to thì đó là một cái dấu hiệu là cái sự một cái sự phát triển rất là mãnh liệt của những cây lan kiếm rừng đây các bác nhá. Đó còn đây những cái chậu mà em mua cái thời gian đầu, cái lứa đầu tiên chắc cũng phải cỡ được 5 tháng gì đó. Đấy, lá rất là xanh. Hôm vừa rồi thì phát hiện cái đen rễ đen, nó đen rễ thì đã kịp thời lấy đi và để cho cái cơ thể nó thoáng thoáng một chút nó sẽ lấy những cái rêu rừng, rêu rừng để phủ lên rồi tưới nước các bạn. Cái này thì lá không được to lắm bởi vì cái cách chăm sóc của em Nam thì nó không có kiểu như nhiều phân thuốc đó, thì nó cũng không được đẹp lắm nhưng mà không sao, các bác có thể thấy được ha, nó cũng lá thì nó vẫn là xanh rồi. Nói chung cứ nhìn thấy cái sự phát triển và cái nhìn cái phong cách mà nó cứng cứng mà nó xanh xanh là nhìn thấy mỡ là đẹp quá đó. Thì đây là một chậu lan quân tử, cái này thì hôm trước cũng có làm một cái video nhưng mà trong hội lan này có vẻ như các không có bác nào thích, cũng có làm một cái video thì hiện tại cũng chưa có bác nào là cũng thích, nhưng thôi không sao cả bác, nói chung là đúng là cái duyên mà, nếu như nó đến được với ai thì còn không thì thôi, thì em Nam vẫn cũng cố gắng thì sẽ tạo điều kiện cũng cũng sẽ tham gia. Còn cái này thì không sao, mình lại tiếp tục chơi không sao các bác ha. Đó hôm trước em có làm một cái video mà chậu lan quân tử đó. Còn đây các bác thì cũng sau 4 tháng thì cũng khá nhiều là kiếm ha, nhưng mà nói chung là cơ bản là em Nam trồng nó để trải nghiệm xem là cái khả năng mà nó thích ứng có nhiều không, mà cái để mình tập 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 trồng thôi, để cùng các bác mới trồng rồi chúng ta có những cái trải nghiệm và cái thử đó rồi lúc đầu các bác. Chứ còn chúng ta mà kiểu mua kiếm mà nhiều tiền về mà lại kiểu mình không biết chăm là cũng rất là khó bác ha. Đấy thì một cây phan chí gieo hạt rồi cũng về cũng tự chăm rồi cũng tự trải nghiệm này đó, rồi các bác thấy không, một cây kiếm rừng mà nó thối nó già đi rồi nó lại ra những cái mầm, tự nó ra những cái mầm rồi tự cái cây nó khô đi rồi, nhưng mà từ cái măng đó các bác
thì nó lại trồi những cái rễ để nó nuôi cái măng đó, các bác thấy không, cũng là một cái trải nghiệm rất là hay để mình hiểu về cái kiếm luôn, là kiếm rừng luôn. Thì trong quá trình làm thì trồng thì Nam sẽ làm cái video để tiếp tục chia sẻ với các bác nhé. Thì hôm Nam xin phép dừng cái video ở đây và cũng mấy ngày nay thì cũng không chia sẻ với các bác, và chúc các bác có một ngày sức khỏe và tràn đầy niềm vui. Và các bác nào đam mê yêu thích làm kiếm rừng thì các bác hãy comment ở bên dưới và hãy góp ý cho em Nam, nếu như các bác có nhiều cái kinh nghiệm và có những cái mà trải nghiệm nó tốt hơn thì em Nam xin trân trọng cảm ơn và xin ghi nhận. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Bye bye.